Thầy chào các con. Thầy rất vui được gặp các con. Thầy tự giới thiệu thầy là Nguyễn Văn Sơn, giáo viên trường tiểu học quyền Hội A. À, các con đã sẵn sàng cho tiết học toán hôm nay rồi phải không? À, tiết học trước các con đã học bài 1, các số 0 1 2 3 4 5, tiết 2. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các con à, luyện tập bài 1, các số 0 1 2 3, 4, 5, tiết 3, sách giáo khoa trang 12, trang 13. Các con nhé. Chúng ta đi vào bài tập đầu tiên. Bài tập 1. Chọn số thích hợp với con vật. Trong bài tập 1 có các tranh. Thầy sẽ hướng dẫn cho các con lần lượt từng bức tranh để các con hoàn thành bài tập 1 chúng ta đi vào tranh thứ nhất, các con nhé, à, các con nghe thầy hỏi trong tranh có bao nhiêu chú gà? À, các con đếm cùng thầy nhé, một, hai, ba. Trong tranh có ba chú gà. À, trong tranh cũng có ba số, đó là số ba, số một và số bốn. Như vậy, các con chọn số thích hợp, số nào để ứng với số gà các con à, vừa tìm? Số nào vậy các con? À, đó là số số 3. Chúng ta khoanh tròn vào số 3 các con nhé. À, nghe thầy hỏi, trong tranh có mấy chú bò sữa nè? Các con đếm. 1, 2, à, trong tranh cũng có 3 số. Số 2, số 5 và số 0. Như vậy, số thích hợp với số bò các con vừa tìm là số mấy nè? Số mấy vậy các con? Đó là số số 2. Chúng ta khoanh tròn số 2. Các con đếm coi trong tranh có bao nhiêu chú ông nè. Các con đếm cùng thầy. 1, 2, 3, 4, 5. Ừ, trong tranh cũng có 3 số. Đó là số 5, số 3 và số 4. Như vậy số tích hợp để các con uh, chọn uh, phù hợp với số ông các con vừa tìm là số mấy? Đó là số số 5 các con khoanh tròn vào số 5. Ừ. Ừ. các con xem có bao nhiêu chú chó đang chạy xe nè. À, chỉ có một chú chó mà thôi. Như vậy chúng ta khoanh vào số nào các con? Chúng ta khoanh vào số ừ, số 1 các con nhé. À, các con xem dưới ao có bao nhiêu chú ngỗng nè Các con đếm cùng thầy Một, hai ba ở ờ, trong tranh có ba chú ngỗng các con chọn số nào để phù hợp với chú ngỗng các con vừa tìm số nào vậy các con đó là số ừ, số ba chúng ta khoanh tròn vào số ba ờ, các con xem tranh cho thầy biết trong tranh có bao nhiêu chú voi nè các con đếm một hai ba bốn ở ờ, trong tranh có bốn chú voi vậy số thích hợp với chú voi mà chúng ta vừa tìm là số mấy là số mấy vậy các con ờ à, đó là số số bốn các con khoanh tròn vào số bốn các con đếm cùng thầy có ba chú gà có hai chú bò có năm chú ong có một chú chó có ba chú ngỗng có 4 chú voi. À, bài tập 1, thầy đã giúp các con là đếm được số các con vật trong tranh và khoanh tròn số thích hợp. Các con sang bài tập 2 nhé. Yêu cầu bài tập 2 là chọn câu trả lời đúng. Cho thêm thùng lên xe để Câu A: Trên xe có 3 thùng. Các con lưu ý ha, thầy nhắc lại, chọn câu trả lời đúng cho thêm thùng lên xe để trên xe có ba thùng à, để giúp các con chọn câu trả lời đúng thì đầu tiên chúng ta phải quan sát các thùng trên xe hiện có à, các con đếm cùng thầy một hai như vậy trên xe có bao nhiêu thùng các con ừ, có hai thùng như vậy để trên xe có ba thùng thì chúng ta phải thêm mấy thùng nữa các con Ừ, chúng ta thêm một thùng nữa ờ, trong câu a có hai câu trả lời đó là câu a là một thùng câu b là hai thùng như vậy các con chọn câu trả lời a hay là câu trả lời b nè à, câu nào các con câu a là câu trả lời đúng các con nhé chúng ta sang bài tập b cho thêm thùng lên xe để trên xe có 5 thùng. À, cũng như bài tập A thầy đã hướng dẫn, đầu tiên thì chúng ta phải đếm cái số thùng hiện có ở trên xe. Các con đếm cùng thầy. 1 2 3. Như vậy trên xe đã có bao nhiêu thùng rồi các con? À, đã có 3 thùng rồi. Để trên xe có 5 thùng thì các con phải cho thêm lên xe mấy thùng nữa? Mấy thùng nữa các con? Ừ, hai thùng nữa, đúng rồi. Trong câu B này cũng có hai câu trả lời, câu A là một thùng, câu B là hai thùng. Như vậy, các con chọn câu trả lời nào là câu trả lời đúng các con? Đó là câu Câu nào nè? Đó là câu ừ, câu B. Câu B là câu trả lời đúng các con nhé. Qua bài tập 2 thầy đã giúp các con đếm được số thùng trên xe và chúng ta chọn câu trả lời đúng. À, chúng ta sang bài tập 3 các con nhé. Yêu cầu bài tập 3 là số. À, trong bài tập 3 này có bức tranh gồm có hai đoàn tàu. À, chúng ta quan sát cho đoàn tàu thứ nhất các con nhé. Nghe thầy hỏi đoàn tàu thứ nhất có bao nhiêu to nè. Các con đếm. Một, hai, 3, 4, 5 ờ, Trong đoàn tàu có 5 toa Cho thầy hỏi tiếp Mà có bao nhiêu toa đã có số rồi các con ờ, Đã có 3 toa đã có số rồi Đó là số 1, số 3 và số 5 Như vậy hai toa còn lại chưa có số Các con chọn thứ tự các số đã học các con viết vào hai to còn lại có được không? Được không các con? À, bây giờ thầy hướng dẫn các con nha. To thứ nhất là số 1 Như vậy to tiếp theo là số mấy các con? Số mấy? Số 2 Giỏi lắm <laughs> Tiếp theo là số 3 Sao số 3 là số mấy này các con? Là số 4 Cuối cùng là số 5 Như vậy các con đã hoàn thành các số trong cái to tàu của đoàn tàu thứ nhất Các con đọc cùng thầy nhé 1, 2, 3, 4, 5 Bây giờ chúng ta sang cái đoàn tàu thứ hai các con nhé Đoàn tàu thứ hai cũng có Bao nhiêu to nè các con à, Các con cũng đếm 1, 2, 3, 4, 5 Cũng có 5 to tàu Như vậy nghe thầy hỏi tiếp Có mấy to? Đã có số rồi à, Có 3 to Đó là số 4 Số 2 và số 1 Các con lưu ý Số 4, số 2 và số 1 Đây là à, các số giảm dần các con chọn thứ tự đã học tiết học trước các con có thể là điền hai số của hai to còn lại có được không à, các con điền cho thầy coi bây giờ nghe thầy hỏi to thứ nhất là số mấy nè là số 5 tiếp theo là to số 4 giữa to số 4 và to số 2 các con là to số mấy các con biết không đó là to số số 3 như vậy các con cũng đã hoàn thành các số trên to tàu, cô đoàn tàu số 2, các con đếm cùng thầy. 5 4 3 2 1. Chúng ta sang bài tập số 4 các con nhé. Yêu cầu bài tập số 4 là số à, để làm tốt bài tập số 4 này thì các con phải quan sát bức tranh thật kỹ. Bây giờ các con thấy nè, trong bức tranh có những gì nè? Gồm có gì? Gồm có chú bò sữa nè. Gồm có gì? Hoa hướng dương nè gồm có đàn ga nè gồm có chuồng ga nè gồm có đám mây và gồm có ông mặt trời gồm có gì nữa gồm có mấy chú bốm à, cảnh trong tranh rất đẹp các con nhé như vậy các con nghe thầy hỏi trong tranh có bao nhiêu chú bò các con đếm một hai như vậy trong tranh có bao nhiêu chú bò các con có hai chú bò à, trong tranh có bao nhiêu đám mây vậy các con các con đếm cùng thầy một hai 3, 4, 5 À trong tranh có 5 đám mây Chúng ta điền số 5 Tiếp tục Trong tranh có bao nhiêu chú gà vậy các con Các con đếm cùng thầy 1, 2, 3, 4 À có 4 chú gà Chúng ta điền số Số 4 Có bao nhiêu hoa hướng dương nè các con Các con đếm cùng thầy nhé 1, 2, 3 Như vậy có bao nhiêu hoa hướng dương ừ, Có 3 bông hoa hướng dương có bao nhiêu ông mặt trời nè à có một ông mặt trời chúng ta điền số một ừ, các con xem trong tranh này có bao nhiêu chú chim nè các con thử đoán xem coi ờ, các con tìm thật kỹ trong tranh này coi bao nhiêu chim nè các con một hay là hai hay là ba hay là bốn bao nhiêu chú chim vậy các con có chú chim nào không không như vậy chúng ta điền số mấy nè số không à các con đếm cùng thầy hai chú bò năm đám mây bốn chú gà ba bông hoa hướng dương một ông mặt trời không chú chim các con hãy đọc cùng thầy không một hai ba bốn năm thầy giới thiệu cho các con dãy số từ 0 đến 5 là dãy số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần các con đọc cùng thầy. 5 4 3 2 1 0. Dãy số từ 5 đến 0 là dãy số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Ở nhà các con nhớ luyện đọc, luyện viết các số từ 0 đến 5 và các con chọn các đồ vật, con vật ở nhà có các số lượng là 1, là 2, là 3, là 4, là 5 các con kể cho à, ba mẹ và người thân trong gia đình các con nghe nhé các con thân mến tiết học của thầy trò chúng ta đến đây đã kết thúc hẹn gặp lại các con ở tiết học sau chào các con